À, xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái tuần tiếp theo và học một số cấu trúc đại số. Thì chuyên đề số 4 là chúng ta sẽ xét là bài về đồng dư và hàm Euler. Bắt đầu bài 70. Cho hai số nguyên dương M và số A, các số nguyên AB. Khi nào thì A đồng dư với B theo mô đun M, cho hai ví dụ câu B. À, xin mời 24 28 497. Dạ, có em ạ. Trả lời câu hỏi. Thế Nguyễn Minh Chí đặt kế hoạch môn này là mấy tuần đấy? Em đặt kế hoạch chín tuần ạ. 9 tuần hay 18 tuần mà học không học? Hả? Khi nào A đồng dư với B theo mô đun M, thì nếu A mốt M bằng B mốt M Là làm gì có khái niệm là A mốt M bằng B mốt M? thì có phải là biểu tượng a chia hết cho b mốt m rồi thì gọi là được đồng dư. A chia hết cho B mốt M mới sợ chứ. A có phải là cái ba ba gạch là chia hết không thầy? Cái dấu ba gạch là dấu chia hết à? Giỏi đấy. Dấu ba gạch À, là ba chấm mới là chia hết chứ nhỉ? Còn ba gạch là đồng dư. nó đang hỏi chúng ta là A đồng dư với B thì mốt mô đun M là khi nào? M sẽ bằng dư của phép chia B cho M. M bằng gì mà Minh Chí ơi là Minh Chí. Dạ. Em học hành kiểu thế này thì em mà đặt ra kế hoạch 9 tuần thì làm sao mà được. Đặt ra là phải thực hiện chứ không phải đặt ra là để đấy, hiểu chưa? Người khác. Vâng. 3 3 1 3 4. Ba ba một ba bốn Nguyễn Tùng Dương vắng buổi thứ hai. 33941. Ba ba chín bốn một. Trương Công Huấn vắng buổi thứ hai. Ô lạ nhỉ. Tiếp tục 34147. Dạ có. À, câu A này. Khi nào đồng dư A đồng dư với B theo mô đun M, khi mà A và B A chia cho M và B chia cho M đều có cùng số dư ạ. À đúng rồi. A chia M có cùng số dư, đấy chính là định nghĩa của nó em. Nhưng mà theo cái ý này là chưa đúng, chưa đủ, chưa chuẩn.
A mốt m và bằng b mốt m. Vừa mới hỏi nhắc bạn xong là làm gì có A mốt M bằng B mốt M. Và A trừ đi B chia hết cho M. A đồng dư với B mốt M thì tức là cái cùng phép dư. Đồng đây tức là cùng nhau cái gì đâu. A đồng dư với B theo mô đun M có nghĩa là A và B cùng dư, cùng số dư. Thế bây giờ chúng ta trừ nhau thì nó sẽ chia hết. Như vậy là A đồng dư theo B mô đun M khi và chỉ khi A trừ B chia hết cho M chấm hết. A chữ B chia cho Chia hết cho M. Thế B. là xong. Học bài không học gì này. Phần B thì chắc là A chữ B không chia hết cho M. À, đúng rồi, xong. Cho ví dụ ở phần trên. Hai bảy. Bằng 13 mốt mà mốt 7 27 và 13. 27 và 13 trừ nhau là bao nhiêu nhỉ? 27, 13 trừ cho nhau là còn 10, 14. Đồng dư với lại cùng A như vậy là 27 đồng dư với 13 mốt 7. 27 đồng dư 13 mốt 7, đúng rồi. Ví dụ như thế đơn giản. Như vậy là hai A và B đồng dư theo mô đun M khi và chỉ khi là A trừ B chia hết cho M. Bởi vì nó cùng phép dư thì cùng 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 cái số dư thì trừ cho nhau thì nó sẽ chia hết. Có thế thôi mà không hiểu cái từ đồng dư đây là gì. Đồng tức là cùng, cùng số dư. A và B cùng số dư theo mô đun M tức là A và B chia cho M thì có cùng số dư thì đấy là đồng dư, và đây là điều kiện cần và đủ để cho nó là đồng dư, đó là hiệu của A trừ B, tức là mối liên hệ giữa quan hệ đồng dư với lại quan hệ chia hết là ở chỗ này đây. Đấy. A đồng dư với B theo mô đun M khi và chỉ khi là hiệu của A trừ B là chia hết cho M, tất nhiên B trừ A cũng thế. Ví dụ như là 10 và 6 đồng dư theo mô đun 4, bởi vì là 10 trừ đi 6 thì là chia hết cho 4. Hay ví dụ tiếp theo là 2021 và 11 là đồng dư theo mô đun 2, vì 2021 trừ đi 11 là bằng 2010 chia hết cho 2. 2010 là số chẵn mà, chẵn đương nhiên trên 2. Ở cái dưới là nó nhấn mạnh lại cái trên mà thôi, tức là khi nào thì nó không đồng dư. Không đồng dư khi và chỉ khi cái hiệu A trừ B này không chia hết cho M, chẳng hạn như 7 9 và 7 không đồng dư mô đun 3 vì hiệu của chúng là 9 trừ đi 7 bằng 2 không chia hết cho 3. Tương tự như vậy 21 và 10 thì là không đồng dư theo mô đun 2 bởi vì hiệu của 21 trừ đi 10 là bằng 11 không chia hết cho 2. Có thế thôi. Túm lại là A đồng dư với B theo mô đun M khi và chỉ khi A trừ B chia hết cho M. Chúng túm lại bằng công thức, tóm tắt bằng công thức để học cho nó nhớ, sau đó phải phát biểu bằng lời. A đồng dư với B mô đun M khi và chỉ khi cái hiệu A trừ B là chia hết cho M. Đấy, mối liên hệ giữa cái quan hệ đồng dư với lại cái quan hệ chia hết là chính là ở đây. Đúng chưa? Thế thôi. Không học lý thuyết thì thi khó lắm. Tuần sau chắc chắn là sẽ có một bài kiểm tra. Kiểu lười học này, trắc nghiệm sẽ rất nhiều câu hỏi lý thuyết. Bằng môn này ra lý thuyết là nhiều. Đây nó là bài tập trong giờ bài tập đúng không ạ? Nhưng mà nó là câu hỏi lý thuyết. Tiếp tục. 35078 vùng đại dương. Ba năm bảy tám không vùng đại dương vắng. Anh cho thầy cho em điểm danh ạ. Em là ai?
A33941 ạ. 33941 điểm danh rồi mà. Ờ, không, vừa đấy em chưa chưa vào. Chưa chưa vào. Sau để học hết vào em. Ồ, khó. Ngày kia nắng lên này, số 9. Đấy, mai ngày kia nó nắng lên thì nắng lên thì phải học bài. Nào bây giờ em phải trả lời được câu hỏi thì mới được tính em có mặt. Câu thứ nhất. Nếu A đồng dư với B mốt M và B đồng dư với C mốt M thì A và C có mối liên hệ gì? Thì A và C đồng dư khi khi mốt M. Theo mốt M nhưng không ai đọc là khi mốt M. Thầy ơi, từ nãy đến giờ điểm danh á thầy. Ờ, gọi là điểm danh luôn. Xong cái điểm danh xong thì ao ra ngoài đi chơi phát là chốc thầy đã gọi lại không có thầy đâu. Cho nghỉ thi. Nhưng mà từ nãy giờ thầy điểm danh chưa? Tại vì nãy em không vào đúng giờ, em vào lúc 7 giờ 9 phút đấy thầy. Tự nhiên thầy gọi đến tên ai không có là vắng. À. Tiếp tục nhá, 36068. Có. Câu thứ hai nào? Câu hai ạ. Ừ, câu B ấy. Nếu A trùng. À trùng chết rồi. Qua có đi học không? À, nhưng mà có. Hả? Em quen mồm. Quen mồm. A trùng B chết. A cộng C sẽ bằng với B cộng A. A cộng C sẽ bằng với B cộng D mất mờ ạ. Bằng à? À, nó tương đương. Tương đương à? Không nhớ cái dấu là dấu gì ạ? À? Không ạ. Dấu đây là dấu đồng dư. À đồng dư ạ. Chưa, còn nữa, tính chất đấy chưa đủ, còn nữa. Còn nữa nhé, còn một tính chất nữa là nhân đi tích, tức là A nhân với C đồng dư với B nhân với D mốt M, còn tổng thì hiển nhiên rồi. Rồi, tính chất thứ ba. Tính chất thứ ba xin mời A37029. Ồ, bạn này nghỉ 5 buổi rồi. 37315. Đã có. Trả lời câu C. Nếu A đồng dư với B mốt M và D dương. Úi dồi, lớp B. Bạn Đức này ngồi học cùng với em gái ạ? Đã không ạ. Tại cùng nghe cùng một phòng ạ. Và không đeo tai nghe vào để cho hàng người ta dạy người ta nghe là cái gì như kiểu. Ôi, giáo viên mà giọng rõ ràng. Nghe cho em trả lời ạ. Trả lời nếu A đồng B mốt M, D đang ước dương thì A bằng B, A đồng dư với B mốt M trên D ạ. Đúng rồi. Em học thuộc hay là em xem lại slide? Không ạ, em không chép bài ạ. Không chép bài á? Em chép bài vở rồi đó. Ờ đúng rồi, giỏi lắm. Tính nó đấy. Rồi, như vậy là cái phần này là nó là lý thuyết mà nó nhắc chúng ta học cho nó cẩn thận. Tiếp tục. Ba bảy ba năm ba có thì thưa sau đó nói họ tên rồi trả lời câu hỏi. Có Đào Thị Liên ạ. Ừ. Thế là nếu A đồng dư B mốt M thì A
mũ n đồng dư với b mũ n mốt m. Ôi giỏi quá, đúng rồi. Hệ quả đó là gì? Hệ quả của nó. Hệ quả của nó là người ta lấy con b nó bằng một các bạn. Đấy, đọc lại đi, hệ quả. Hay b bằng một đấy. Ồ, thế không biết đọc lại à? Đây là a đồng dư với một mốt m thì a mũ n đồng dư với một mốt m. Đúng rồi, giỏi quá. Chính xác. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng tính chất trên để chúng ta đi tính số dư của 3 mũ 100 khi chia cho 7. 3 mũ 100 thì chúng ta phải dùng cái của cái chương trình lớp 12, 3 mũ 100 thì được tách ra như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thủ thuật. Tự nhiên cái này phần này bị lỗi mà viết nó rất là xấu. Lên đây. Chào nó tí như này, bật đề bài. Bây giờ áp dụng cái tính chất, các tính chất ở trên đi tìm số dư của 3 mũ 100 chia cho 7. Xoay cái lưu nhỉ. 3 mũ 100 chia cho 7. Nhà là như thế này. 3 mũ 100 chia cho 7. Chúng ta làm cái trò như sau. Gọi là cái trò cũng đúng, tức là dùng khôn khéo. À, như này nha, chúng ta lấy 3 bình phương. 3 bình phương thì là bằng 9 đúng không? Chia cho 7. Dư 2. Tiếp tục. 3 mũ 3 bằng 27. Chia cho 7. Dư mấy? Ba bảy bảy năm sáu. Alo ạ. Ừ. Em thầy, à, đọc tên không thầy? Cái gì cơ? Thầy bảo là đọc mã số sinh viên xong có cần cần phải đọc tên như thầy. Có cần đọc tên thì còn nhận dạng. Nguyễn Duy Thành. Nào bây giờ lấy 27 chia cho 7 thì dư mấy? Dư 6 thầy. Dư 6. Thêm tí nữa đi xem. 3 mũ 4. 3 mũ 4 thế nào? Dư 4. Ừ, thôi thế ta dừng ở chỗ 3 6 này. 6 nó đồng dư với âm 1 mà. Có hiểu tại sao 6 đồng dư với âm 1 không? Có hiểu tại sao 6 đồng dư với âm 1 mốt 7 không? Vì theo đúng định, theo cái giống như cái dấu vừa nãy nhắc lúc đầu giờ đấy, 6 trừ đi trừ 1 thì thành dương 7, mà dương 7 nó chia hết cho 7 thì như vậy là 6 đồng dư với âm 1 còn gì nữa, đúng chưa? Đúng chưa nào? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết vào đây nhé. Chúng ta viết thế này. Ôi giời, vẫn bị trục trặc này. Thỉnh thoảng nó bị lỗi. Sáu thì đồng dư với âm một mốt bảy, cho nên là chúng ta sẽ dùng thủ thuật tiếp là như thế này. Như vậy là chúng ta sẽ có ba mũ ba nhé, là bằng 27. Đúng rồi, ai cũng biết là chia cho 6 à, chia cho 7 thì dư 6, chính xác theo mốt 7. Nhưng mà con này nó lại đồng dư với âm một mốt 7. Vì 6 trừ đi trừ 1 thành dương 7 nó chia cho 7, đúng chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ áp dụng cái kết quả này nhá. Thế 3 mũ 100 thì bằng cái gì? Tức là chúng ta phải tách thế nào để cho nó dính con 3 này. 100 chia cho 3 thì bằng 99, đúng không? Cộng với 1, tức là 3 nhân với 99, này, tức là 33. À, cộng với 1, như vậy chúng ta sẽ viết ra thành là 3 lần của
3 lần của cái anh chúng ta sử dụng chương trình lớp 12 ấy. Ô, cái này lại không xóa được, đều đây nó không giống như cái bên kia, phần mềm bên kia chúng ta sẽ tách là 3 mũ 3 tất cả mũ 33 nhân 13. Đấy, bài này chúng ta sẽ ra được rồi thì áp dụng cái kết quả ở trên đúng không? Thì bây giờ 3 mũ 3 mà đồng dư với 1 vùng mũ trừ 1 1 7 từ đây chúng ta sẽ suy ra là 3 mũ 3 tất cả mũ 33 sẽ đồng dư với trừ 1 tất cả mũ 33 1 7 đúng chưa nào? Đấy, cái tính chất ở trên đấy, tính chất là A đồng dư với B 1 M thì A mũ N đồng dư với B mũ N 1 M đúng chưa nào? Rồi một tí nữa xong. Nhưng mà trừ 1 mũ 33 ấy, trừ 1 mũ 33 thì nó lại là gì? Bằng âm 1. Âm 1, như vậy con này đồng dư với âm 1. 1, 7. Đúng chưa nào? Rồi, tiếp tục. Thế như vậy là 3 mũ 100. 3 mũ 100 là 3 mũ 99 nhân với 3. Như vậy chúng ta sẽ suy ra là 3 mũ 100. 3 mũ 100 sẽ đồng dư với trừ 1 nhân với 3. Tại vì 3 bằng 3 mũ 99 mà. Cái 3 mũ 100 là bằng 3 mũ 99 nhân với 3. Cho nên là nó sẽ đồng dư với con này. 17. Nhưng mà đồng dư với trừ 3 là có nghĩa là đồng dư với 4. 17. Bài toán được giải quyết xong. Đấy, cho nên là dư của phép chia 3 mũ 100 cho 7 là sẽ là bằng 4. Xong rồi. Đấy, bài toán được giải quyết xong. Hay quá, bây giờ mới biết. Rồi. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm để bấm thử, nhưng mà 3 mũ 100 sợ nó to quá, sợ bấm không được. Cái cách bấm phần dư với lại chia như sau. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta lấy cái số là 13765 chia cho 137. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? 13765 chia cho 37. Một ba bảy sáu năm chia cho 137. Cách lấy phần dư và chia thương và phần dư, thương và phần dư thì làm thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bấm máy như sau nhé. Thầy mới học được cái chiều này, thầy phải dạy lại các em ngay. Nếu mà có cơ đơn giản để chúng ta kiểm tra lại. Thì chúng ta sẽ bấm cái này nhé. Chúng ta sẽ bấm số lớn hơn trước. Số lớn hơn như vậy là 13765. Xong rồi bấm vào phím. Bấm vào phím alpha. Alpha đây này. Sau đó bấm vào cái dấu chia đây này. Cái phân số này. Phân số này. Bao giờ nó xuất hiện cái dấu chấm trên chấm dưới, dấu R thì chúng ta bấm 137. Đây là một trong những tuyệt kỹ bằng. Như vậy chúng ta sẽ được thương là 100 và dư là 65. Chốc chúng ta sẽ dùng đến cái này đây. Được chưa? Như vậy rất là dễ. Một, tất nhiên thầy giáo chọn cái số đẹp để các em kiểm tra. 13765 thì bằng thương là 100 cộng với dư là 65. Đấy, tuyệt chiêu chưa? Đấy là cách tìm thương và phần dư trong trường hợp bấm máy tính. Được chưa? Rồi, ngon lành phải. Thế bây giờ mình thử kiểm tra xem là 3 mũ 100 có được. Có thể số là nó quá to, nó tràn bộ nhớ nhé. Có thể chưa chắc được đâu. Là chúng ta không dịch chuyển được. Không cho dịch chuyển đều. Mọi lần dịch chuyển được, chắc là tại do bật cái này. À, thì bây giờ mình sẽ bấm. Đây rồi, mình sẽ bấm như thế nào? Mình sẽ sửa một chút. Không biết có được.
số 7 nhỉ. Còn số đằng trước này thì phải xóa đi. Số đằng trước của chúng ta ở đây là 3 mũ 100. Thử đi, biết đâu được. Ôi giời. Số nó to quá, nó không được. Tức là cái này chỉ số nhỏ thôi à, số vừa phải thì được, số to nó không chịu được. 3 mũ 100 không được, nó không chịu được. Thế như vậy là cái kiểu này làm không ổn. Kiểu đấy chỉ làm với số nhỏ thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong rồi đấy. Nó đồng dư với trừ 3, 1, 7, tức là đồng dư với 4. À, bài toán được giải quyết xong. Cái thủ thuật này là nó cứ giảm dần cái số mũ em ạ. Đây là cái thủ thuật khi mà mũ nó to thì nó sẽ làm một cách là cứ giảm dần. Và cho đến cái mức quen thuộc thì thôi. Như vậy là bài toán trên đã được giải quyết xong. Tiếp tục bài 373. 37781. Em đây ạ. Họ tên Nguyễn Thế Hải. Rồi, ý thứ nhất. Nếu mà A đồng dư với cả B theo mô đun M mà D là ước chung của AB. Và ước chung lớn nhất của M với D là 1 thì thì A chia cho D đồng dư với cả B chia cho D theo mô đun M. Đọc nhanh là theo mô đun M, còn nếu đọc chậm thì là mô đun M, đúng rồi. Tiếp tục. Tính chất tiếp theo 37859. Em đây ạ. B là ước chung. Cái này là bằng A trên D đồng dư B trên D và mod M trên D ạ. Nhớ được lý thuyết rồi nhỉ. Ôi, tên là gì đi? Đã. Tên là gì đi? Nguyễn Mạnh Cường ạ. C. Ba bảy tám bảy ba. Em ạ. A đồng dư với B mô đun M1 và A đồng dư với B theo mô đun M2 thì A với B nhỏ nhất của M1 và M2. Cái gì nhỏ nhất? Bộ chung nhỏ nhất ạ. À, đúng rồi. Tiếp tục 374 38355. Có ạ, Vũ Hiền Minh ạ. Lớp đồng dư theo mô đun M là gì? Lớp thặng dư mô đun M là gì? Định nghĩa của nó hơi khó nhớ hả? Các lớp tương đương theo quan hệ đồng dư mô đun M gọi là các lớp thặng dư. Lớp thặng dư thì chúng ta có thể hình dung nôm na là như thế này. Bây giờ người ta cho một cái số M là một số nguyên dương. Bây giờ lớp thặng dư theo mô đun M là tập hợp tất cả những cái phần tử có cùng số dư khi chia cho M. Thế thôi. Vâng. Tức là nó phải cùng số dư thì mới đưa vào cùng một lớp. Ví dụ như là nếu mà lấy về
trong module 3 chẳng hạn, đúng không? Thì tất cả những cái anh mà chia cho 3 dư 1 thì sẽ xếp vào cùng một lớp. Ví dụ như là chia 3 dư 1 nhá, là 1 này, 4 này, 7 này, vân vân. Đấy, như vậy là nó sẽ ra ví dụ lớp thẳng dư thôi, tương tự như vậy. Thế bây giờ tiếp tục. Cái con B này là cụ thể hơn này, cái con A định nghĩa nó hơi trừu tượng khó nhớ này. Đây đến đây. A bằng A ngang bằng B ngang trong lớp thẳng dư theo mô đun M, điều đó tương đương với gì? Xin mời 38388. Ủa, sao thế nhau? Trả lời câu hỏi. A ngang bằng B ngang là thế nào? Ô, Phan Thanh Long hôm qua có học lý thuyết không đấy? Em chưa nhớ rõ em ạ. Úi giời ơi, chưa nhớ rõ. Dở ra xem lại. Thì đến bao giờ thì nhớ, để cho nó thi xong thì nhớ đúng không? Học cho mình cứ như là học cho người hàng xóm, chết giả. Kêu môn này khó, môn kia khó, môn kia khó. Khó học đâu mà nó chả khó. Đối với người không học thì nó cũng khó hay dễ, nó như nhau cả. Vẫn biết là các em là vất vả học nhiều môn, nhưng mà vấn đề là do mình đăng ký học. Thứ hai là đã đăng ký rồi thì phải học cho nó nghiêm túc, cho nó có trách nhiệm với bản thân. Quên, nếu không trách nhiệm bản thân thì cũng trách nhiệm bố mẹ, bỏ bao nhiêu tiền ra. A đồng dư à, lớp A ngang bằng lớp B ngang khi và chỉ khi A trừ B là đồng dư với M, đồng dư với B mốt M, tức là A trừ B là chia hết cho M. Thế thôi. Như vậy chúng ta đang xét ở ví dụ như này, chúng ta viết ra là trong cái Z, trong ZM, trong cái ZM thì là A ngang sẽ bằng B ngang khi và chỉ khi là A trừ đi B chia hết cho M. Đây là cách viết thứ nhất nhé. Thứ hai là A phải đồng dư với B mốt M. Đấy, ba cái này nó viết tương đương nhau. Ba cái viết này nó tương đương nhau. Sau này phải làm bài tập phải linh hoạt. Có cái nó dùng cái bên trái, có cái dùng bên phải, có cái dùng cái dưới cùng. Lớp A ngang là bằng B ngang. Người ta gọi là lớp thẳng dư. Lớp thẳng dư nó tập hợp tất cả những cái anh nó có cùng một số dư khi chia cho M này thì nó gọi là lớp thẳng dư. Đấy. Thì ví dụ như vừa nãy mà chia cho 3 đấy, mà dư 1 đấy thì là như vậy là 1 ngang nó sẽ bằng 4 ngang. Đúng chưa? Bởi vì sao? Bởi vì 1 và 4 nó đồng dư với nhau. Tức là 4 trừ đi 1 là chia hết cho 3. 7 vân vân ở trong Z3. Đúng chưa nào? Vì sao vậy? Tại vì bây giờ đem chia cho 3 nó đều dư 1 hết, thế là nó bằng nhau. Có thế thôi. Đúng ra là cái này nó còn một cái nữa. Tức là có thể viết ra thành là A bằng B nhân với A bằng B cộng với KM. Đấy. Có một cách viết khác nữa, tức là bốn cái chứ không phải ba cái. Bình thường là ba cái thằng đằng sau ấy là nó tương đương với nhau. Bây giờ nếu thêm cái này nữa thì nó thành thêm cái bốn, thêm cái thằng bên trái ấy. Tức là cách viết tương đương bình thường là như này. A bình thường là A đồng dư với B mốt M, cái này là chúng ta phải thuộc đấy nhá. Tương đương với A trừ B chia hết cho M. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Rồi. Cái thứ ba là A bằng B cộng KM, tức là tồn tại số K. Tức là A được viết dưới dạng là A bằng B cộng KM. Tức là tồn tại số K nào đó thuộc vào Z sao cho A bằng B cộng KM.
Và đấy là ba cái. Thế còn bổ sung thêm cái thứ tư là gắn liền với lại lớp thặng dư, tức là lớp A ngang sẽ bằng lớp B ngang trong set M. Bình thường nó có ba cái trên đấy nhá, một này, hai này, ba. Bây giờ nó bổ sung thêm cái thứ tư nữa. Đấy. Thế là có bốn cái để chúng ta lưu ý khi làm bài tập, lúc giáo viên dùng cái trên cùng, lúc giáo viên nhìn dùng cái thứ hai, lúc giáo viên dùng cái thứ ba, dùng cái thứ tư, cho nên mình phải để ý. Rồi xong. Đây này, định nghĩa này. Cho M là một số nguyên dương A thuộc vào Z, tập hợp A ngang thì bao gồm những N thuộc Z, sao cho N đồng dư với A mod M, gọi là lớp thặng dư modul M đại diện là A. Tất nhiên đại diện là A nó cũng có thể đại diện là A cộng với M hoặc là A trừ đi M cũng thế, tức là người ta chỉ ghi một phần tử đại diện thôi. Nhưng mà thực ra đây là tập hợp tất cả những cái thế này. Rồi. Tiếp tục. 38573. Toàn có. Ừ. Em này là tập set M là tập thặng dư của tập thặng dư của modul M và có set M có M phân tử. Ừ. Tập set M là tập hợp các lớp thặng dư. Các lớp thặng dư theo modul M và nó có M phân tử đúng không? Ừ. Tiếp tục. Phép cộng và Z nhân trên ZM được thực hiện như thế nào? Ba tám năm tám hai có nhỉ? Ba tám năm tám hai Dương Tiến Thành vắng buổi thứ hai. 38947 38947 Nguyễn Văn Tới vắng buổi thứ ba. Rất ngạc nhiên sao lớp này lại học lười đấy, làm sao qua được. 39030 có bên Đức Toàn ạ. Ừ. Cái câu tiếp theo là nào? Phép toán cộng và phép toán nhân trong ZM thực hiện như thế nào? Thì đặt chung cả hai lớp thẳng dư vào cùng dưới dấu ạ, cứ cộng vào với nhau vậy ạ. À, tức là hai lớp thẳng dư cộng với nhau thì bằng lớp thẳng dư của phần tử đại diện. Tức là hai lớp thặng dư mà cộng với nhau, như ví dụ như trong bài này mà A ngang cộng với B ngang thì bằng A cộng B tất cả gạch ngang đó. Đúng rồi, tức là tổng hai cái lớp thặng dư thì bằng lớp thặng dư của tổng phần tử đại diện, được chưa? Rồi đúng rồi. Thế A nhân B thì sao? A ngang nhân B. A nhân B cũng tương tự như thế ạ. Rồi, thế thôi, nhớ được cái này là làm được cái kia, làm được cái bài tiếp theo. Nào. 3, 5 cộng với 8 trong Z11. 5 cộng 8 trong Z11. 5 ngang cộng với 8 ngang trong Z11. Như vậy là theo cái trên thì nó sẽ bằng 5 cộng với 8 tất cả ngang là bằng 13 ngang. Mà bây giờ trong Z7, trong Z7 tức là lấy, chúng ta lấy con này mà chia cho 7, 13 chia cho 7 là dư mấy? Sao bài dễ là cũng phải bấm số máy á, dư sáu ạ, bài mà dễ này mà cũng phải đi bấm máy.
Đúng rồi, như vậy là 5 ngang cộng với 8 ngang thì sẽ là bằng 6 ngang. Xong một số tiếp tục 4 nhân 7. 4 ngang nhân 7 ngang. 47 thì bằng 4 ngang. Thầy ơi, trong Z11 chứ thầy. À, cho Z11 à? Ôi chết rồi, thế thì nhầm không? Thầy lại nhìn mắt mũi kèm nhầm quá. Z11 thật à? Tôi lại cứ tưởng Z7. À, nếu trong Z11 thì nó đáp số nó khác. Như vậy B sẽ bằng 2. 2. Đúng chưa? Vâng. Sao mắt mình định nhìn định nhầm sang Z7 nhỉ? Chắc là bài vừa lại có 7 à? Tiếp tục 4 nhân với 7 là lớp ngang lớp của 4 nhân 7 là 28. Lấy 28 mà chia cho 11. Được dư 7. 6. Ừ, như vậy là con này sẽ bằng 6. Thế thôi, có gì đâu, viết dấu bằng đấy nhá. Đây là dấu bằng, không phải lớp đồng dư đâu, đây là nó bằng nhau thôi. Được chưa? Quá dễ đúng không? Cái cách bấm làm sao nó ra là số 6 thì chúng ta bấm như vừa nãy đấy, 28 alpha xong là cái dấu chia, dấu phân số xong là số 7 à số số 11 xong là bằng một phát thì nó sẽ ra luôn cái đằng sau. Quá dễ, cái bài này mà làm trắc nghiệm chết ngay với mình. Không cần mất thời gian. 25 tuần sau là bài kiểm tra trắc nghiệm được đấy. Tối nay bắt đầu lập đề khoảng 25 câu nhá. Có cả nhiều lý thuyết, rất nhiều lý thuyết sẽ được kiểm tra. Tội lớp mình lười quá. Học thế nào, học lý thuyết thế nào mà làm bài tập coi như là bài nào cũng phải nhắc. Tiếp tục bài 76. 39310. Thế nào là phần tử khả nghịch trong Z mà? Học bên toán tin là bắt buộc phải biết cái này, sau anh học hệ nhị phân rồi vân vân. Một cái biên tin là ít nhất chúng ta cũng học hệ nhị phân. Ví dụ lớp A khẳng định tổng hợp ZM, tổng hợp gọi là khẳng định trong lớp M thì nếu đột tồn tại một lớp thẳng dư U trong ZM sao cho lớp thẳng dư A nhân với thẳng dư U sẽ bằng thẳng dư 1 ạ. Đúng rồi, chính xác. Cho ví dụ. Lớp thẳng dư 3 là lớp thẳng hình trong Z11 vì lớp thẳng dư 3 nên lớp thẳng dư 4 bằng 12 và chia cho 11 cái dư 1 ạ. Đúng rồi, ví dụ nữa. Ví dụ tiếp theo là lớp thẳng dư 5 là lớp thẳng hình trong Z11 vì 5 lên 9, 5 lên 9, 45, chỉ cho mình 1, 1. Ừ, rồi, ôi giỏi nhé, em tự nghĩ à? Em ghi bảng. Được rồi, không sao, bây giờ chúng ta sẽ học một cái bảng này. Chúng ta học cái bảng này, có thể ở trong giờ lý thuyết, có thể học rồi, cũng có thể chưa. Nhưng mà chúng ta phải tập cái việc xây dựng bảng này để chúng ta sẽ làm được tốt bài tập. Đấy nhé. Ví dụ thầy giáo lấy trong Z3 đây. Thầy giáo lấy trong Z3 cho nó dễ làm. Trong Z3 nhé. Z3 chúng ta biết là nó gồm các lớp thẳng dư đó là 0, 1 và 2 đúng không? Lấy một số nguyên mà chia cho 3 thì chia hết hoặc là dư 1 hoặc là dư 2. Như vậy là lớp thẳng dư nó chỉ gồm các phần tử như trên bảng. Bây giờ chúng ta thực hiện cái phép cộng trước này. Nghĩa là 0, 1, 2. Nào bỏ bỏ ra điền vào cho thầy. Không này. Một. Cả lớp ấy nhá. Cái gì? Ngại á? Không, em xin lỗi thầy. Em chưa tắt mic.
nào điền vào nào. Đấy đấy là học cái này là có bất cập là như thế đấy, khổ lắm. Học cái này nó đôi khi nó có bất cập, nhưng mình sử dụng nó chưa thành thạo, đôi khi nó là quên. Thế có nhiều ông nghị sĩ quốc hội của nước ngoài, ông ấy đi họp trực tuyến nhưng mà vợ ông ấy nằm ngủ ở đằng sau lại quên không tắt mic đi. Đấy. Ví dụ thế chẳng hạn. Điều đấy 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 chỉ gọi là đáng trách và đáng thương chứ không thể lên quy tội của người ta đây là được. Thì thực ra là người ta sử dụng phần mềm nó ai mà cũng có cái sơ suất, người chuyên dân chuyên nghiệp còn làm một sơ suất cũng là người bình thường. Nghĩa là người ta có cái sơ suất như thế thì lại quay ra là quy tội người ta là phản giáo dục với lại cái con lục cục gì, thế là không được, không nên. Do cái sử dụng phần mềm người ta không thạo, ta chỉ sơ ý một cái người ta bị, còn bao giờ người ta cố tình đưa lên thì lúc đấy mới quy về tội. Nào bây giờ nhá, nào chúng ta dùng phép tích cộng này, ngang này, không cộng với không là gì nào? 39427 được rồi, tên là gì? Rồi bây giờ cộng với thầy nhá, không cộng với không là được là gì nào? Không. Đúng rồi, không ngang. Tiếp tục đọc 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 hết cái trên phải bên bên trên đi, dòng trên đi, tiếp tục. Không cộng một. Rồi, tiếp tục. À, hai. Rồi, tiếp tục. Xuống dòng dưới. Một. Đúng. Một. Tiếp tục. Hai. Đúng rồi, tiếp tục. Ba. Ô. Sao thế? Ba. Mất mic à? Không, không phải là mất mic mà không ai người ta viết là ba ngang ở đây cả. Nhìn đấy. Ba ngang nhé, mà lấy ba chia cho ba thì được dư mấy? Cho thì nói lại em chỗ em bận nhà xóm đang xây nhà. Nhà xóm xây nhà liên quan gì đến nhà mình? Cứ đùa. Nó ồn thế ạ. Thầy chả nghe tiếng ồn thế nào cả. Ồn rồi. Thầy đang hỏi em là 1 cộng với 2 bằng mấy, em bảo bằng 3, đúng rồi, nhưng mà 3 viết vào trong bảng này là không được. Không. À bằng 0, đúng rồi, chính xác. Lấy 3 chia cho 3 thì nó dư 0, như vậy được vào đây, chuẩn luôn. Tiếp tục, thừa thắng xong lên, tiếp tục. 2 là 2. Rồi. 2 là 0. 2 cộng với 1 là 3, 3 đồng dư với 0, đúng rồi, tiếp tục. Một. Đúng rồi, một ngàn, xong rồi. Đấy, đây đây gọi là bảng cộng nhá. Bây giờ là bảng nhân nào, của bạn nữa là bảng nhân nào. Chắc là thì ở trong giờ lý thuyết thầy Sứ có dạy cái này không? Không thể à. Úi giời ơi, thế thì hỏng rồi. Ngày xưa thầy dạy, thầy có dạy cái này. Phải dạy thế này thì trò mới làm được, sau mới biết được. Chốc nữa tao dạy một cái cách nữa, nó lại phải dụng sử dụng cái bảng như này, anh không biết làm thế này không được. Bây giờ phép nhân nhá, một không ngang này, một ngang này, hai ngang này. Rồi đấy, đây là do slide như thế thôi, kể cả thầy dạy lý thuyết thầy cũng phải bổ sung vào. Nào bắt đầu nhân nhá, quy tắc nhân là vừa lại bạn vừa nêu rồi đấy. Đâu rồi đây, đâu rồi, nhìn lại nhân đấy nhá, đâu rồi nhỉ? Ô đây đây này, đây này, nhìn đây, nhìn quy tắc này nhá. Đấy, thì nếu lớn hơn thì chúng ta phải giảm về đấy. Nhìn thấy chưa? Quy tắc này nhắc rồi nhá, phải áp dụng này. Nào, bạn khác nào. 39697 vắng buổi thứ 5 40091. Có. Tên tên con tên đấy ạ. Rồi, bây giờ lấy không nhân với không như thầy. Đọc lên, đọc dòng trên cùng đi. Ô chết. Mạng làm sao? Mm-hmm.
Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Nãy mạng ở nhà thầy nó bị trục trặc một chút, không biết hôm qua hôm nay là bị cũng có thể do học sinh ở vùng thầy bắt đầu đi học trực tiếp cho nên nhà mạng nó cũng hơi chạch mạng một chút. Ở vùng thầy học sinh được đi học trực tiếp thôi mà. Họ lại không tính là chúng ta còn tình huống là ở địa phương thì còn giảng viên với lại sinh viên phải học đúng không? Đang hỏi dở đồng chí Thế Hiển. Vâng. Ừ. Tiếp đi em. Em thầy không. Rồi, tiếp tục. Không nhân 1 bằng 0. Ừ, đúng rồi, giỏi quá, chính xác, tiếp. Không bằng 2 không bằng 0. Đúng rồi, tiếp tục, dòng dưới. 1 nhân 0 bằng 1. Úi giời, 1 nhân 0 bằng 1. Nhầm ạ. Rồi, không sao, nhầm là bình thường. Nhưng mình chưa quen kiểu này, tiếp tục. 1 nhân 1 bằng 1 ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. 1 nhân 2 bằng 2. Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục. 2 nhân 0 bằng 0. Đúng rồi. 2 nhân 1 bằng 2. Rồi, tiếp tục. 2 nhân 2 bằng 1. Đúng rồi, 2 nhân 2 bằng 1. Đấy, cái dân ở ngoài xã hội người ta nghe 2 nhân 2 bằng 1 nó cười thối mũi đúng không? Đấy, nhưng mà trong Z2, Z3 thì nó lại 2 nhân 2 bằng 1 thật. Em có biết 2 nhân 2 bằng 1 có nghĩa là gì không? Em thấy là nó là thẳng dư của 3 nên là 2 nhân 2 thì bằng 1. Không, khi mà chúng ta thấy 2 nhân với 2 bằng 1, điều đó chứng tỏ thằng này là nghịch đảo của thằng kia, hiểu chưa? Vâng. Ồ đấy, bây giờ thì biết hiểu mục đích thầy giáo viết bảng cho các em rồi chứ. Đây này, thằng này với thằng này là nghịch đảo của nhau bởi vì nó nhân với nhau là 1. Đúng chưa? Rồi làm thêm con Z5 nữa nhá. Thêm Z5 mà lấy dấu nhân thôi, không lấy dấu cộng nó dễ. Trong Z5 nào. Bảng nhân nhá. 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Phải làm cái này phải thao thì sau này cái phương pháp đầu tiên là cái phương pháp nhận lập bảng này, nhanh siêu nhanh. Nếu như mà nó nhỏ tìm nghịch đảo này, nhanh hơn cả cái anh gì nhỉ? Cái anh mà chúng ta học theo cái phương pháp Euclid mở rộng hay là thuật Euler làm nhanh hơn nhau. Trong trường hợp nó nhỏ 40166. Thế nó chỉ đến 4 mà sao đến 5. À tôi chết, xíu quá viết nhầm. Đúng đấy, em nói đúng đấy. Đấy, đi thi mà sướng quá, viết nhầm thế chết. Cái gì nhỉ? Đồng chí nào đang nói nhỉ? Lương Trà My ạ. Lương Trà My làm đi. À, em thầy là 0 x 0 bằng 0 ạ. Ừ, tiếp tục, cứ đọc một mạch đi. 0 x 1 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 0 bằng 0, 0 x 4 bằng 0 ạ. Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục. À, 1 x 0 bằng 0 ạ. Ừ. 1 x 1 bằng 1 ạ. Đúng rồi, chứng tỏ là hai thằng này nghịch đảo với nhau. Hai thằng này nghịch đảo với nhau. 1 x 2 bằng 2 ạ. Ừ. 1 x 3 bằng 3 ạ. Ừ.
nhân 4 4 rồi, tiếp 4 tục. Không. 2. Chính xác, tiếp. 4 ạ. Đúng rồi. Nhanh. 1 ạ, 1 ạ. Đúng rồi, 1 rồi, rồi. Kiểu điều này chứng tỏ cái gì đâu biết. À, thặng dư của Z5 ạ. Thế thì còn nói chuyện quái gì. Đất rất dư. Biết rồi nhưng mà còn thế thì còn nói chuyện quái gì. Công thầy từ nãy giờ đổ xuống ao. 2 ngang nhân 3 ngang bằng 1 ngang là chứng tỏ là cái gì ạ? À, chứng tỏ cái gì? Nghịch. À đây đúng rồi, hai nó nghịch đảo với nhau đấy. 2 ngang nhân 3 ngang bằng 1 chứng tỏ là 2 ngang có nghịch đảo là 3 và ngược lại 3 ngang có nghịch đảo là 2. Ơ đùa. Chứng tỏ học từ nãy vẫn không hiểu mục đích thì đâu biết cái này gì. Thôi tiếp tục. Đã thế cho tiếp tục. 3. Đúng rồi. Tiếp xuống dưới. Không ạ. 3. Đúng rồi. 1 ạ. Chứng tỏ cái gì? Cái gì ạ? Chứng tỏ cái gì? Lại hỏi cái gì ạ? Chết giả. Chứng tỏ chúng là nghịch đảo của nhau. Rồi tiếp tục. Hai cái đó. Tiếp. Ba nhân ba. Ba. Giỏi, ba nhân ba bằng ba, giỏi lắm. Ba nhân ba bình thường là nhân với nhau là bằng 9. 9 chia cho 5 thì dư mấy? 4 là 4 ạ. Đúng rồi, thế mà không nói thì lẫy. Tiếp tục. Tiếp. Xúc động. Ờ à, đúng rồi, xúc động quá rơi hết cả nước mắt. Tiếp tục. Không ạ. Rồi. Bốn ạ. Rồi. Tiếp. Ba chứ. Vâng ạ. Tiếp. Hai ạ. Đúng rồi. Tiếp. Một ạ. Đúng rồi. Chứng tỏ cái gì ạ? Hai cái đó nhân với nhau là khả nghịch ạ. Hai nhân nó nhân nhau là khả nghịch. Chứng tỏ nó là khả nghịch của nhau. Tức là 4 ngang mũ trừ 1 chính là bằng 4 ngang luôn. Bởi vì hai thằng nó nhân nhau bằng 1. Mệt quá, tức là nghịch đảo của cái lớp 4 ngang này, chính là lớp 4 ngang. Xong, đấy, đấy lấy ví dụ và thành lập ở trong Z3 và Z5, Z4 và Z6 chúng ta tự làm, Z7 cũng vậy. Nó tương tự thôi nhưng mà đấy, đại ý là như thế. Thế thì một trong những cái cách mà chính là đi tìm phần tử khả nghịch. Chính là như trên, định nghĩa như vậy là lớp A trong A ngang ở trong ZM này khả nghịch khi và chỉ khi nếu như tồn tại một cái Z, một cái lớp B ngang trong ZM này mà để A ngang nhân với B ngang bằng lớp 1 ngang. Ví dụ thì có thể nhìn cái bảng đấy mà phịa ra thoải mái. Nào, nhìn đây mà ta phịa ra thoải mái chưa? À, lớp 1 ngang với lớp 1 ngang là nghịch đảo của nhau này. 2 ngang với 3 ngang là nghịch đảo của nhau trong Z5 này. 4 ngang với 4 ngang nghịch đảo trong Z5 này. 3 ngang với lại 2 ngang. À, và 2 ngang, 3 ngang vừa nói rồi. Đấy, đầy ví dụ. Trong Z3, Z5, Z7, Z6 lấy được. Z6 thì mệt hơn. Rồi, thế tiếp tục. Điều kiện cần và đủ để một cái lớp A ngang này khả nghịch trong ZM. Điều kiện cần và đủ là A và M nguyên tố cùng nhau. Tức là ước chung lớn nhất của A và M phải bằng 1 thì mới được. Thì bài vừa nãy thầy giáo lấy là cái con Z3 và Z5 thì là cái con 3 với con 5 mới đều là số nguyên tố. Cho nên là tất cả những cái con trừ con 0 ra thì là nó đều ước nguyên của ước bộ chung nhỏ ước chung lớn nhất của cái con A với con M nó đều bằng 1 hết.
cho nên là tất cả các phần tử khác không thì đều trong cái dép 5 này đều khả nghi chết. 1 2 3 4 đều khả nghi đúng không? 1 với 1 này, 2 với 3 này và 4 với 4. Đấy, nó như thế. Trong dép 7 tương tự nhưng trong dép 6 thì khác. Trong dép 6 thì 6 ở đây nó không phải là số nguyên tố, cho nên phải những anh nào nguyên tố cùng nhau với con 6 thì nó mới khả nghi. Như vậy chúng ta ngắm con Z6 nhé, thì những anh nào khả nghịch mình phải biết trong Z6 những con nào khả nghịch. Xin mời 40278. Dạ em đây ạ. Nói đi. Thầy có thể đọc lại câu hỏi được không thầy? Em có họ tên là gì? Em là Hoàng Anh Minh ạ. Hoàng Minh gọi gì, gì? Dạ A40278 ạ. Hôm qua vào cái thứ nào? Dạ có ạ. À? Em từ nãy giờ vẫn nghe, vẫn làm bài học. Tự ta hỏi ngày hôm qua có học lý thuyết không lại bảo là từ nãy giờ em vẫn nghe. Có, có, bài. Có. Thế là hỏi cái gì nhỉ? Dạ. Thôi bây giờ hỏi lại câu khác, quên mấy câu đấy rồi. Bây giờ chúng ta biết rằng là trong cái ZM nhé. Vâng ạ. Trong cái ZM ấy, thì cái lớp A ngang này là khả nghịch khi và chỉ khi. Khi khả nghịch khi và chỉ khi M và A là nguyên tố thể. À, M và A là nguyên tố cùng nhau chứ không phải là nguyên tố. Vâng. Tức là ước chung lớn nhất của A và M là bằng 1. Đây là điều kiện bắt buộc để chúng ta làm. Nhé. Bắt buộc phải thuộc cái này. Vâng ạ. Phải thuộc cái này thì chúng ta làm những câu hỏi trắc nghiệm chúng ta mới dễ đấy. Ví dụ thầy lấy, thầy không lấy con M là con số nguyên tố đâu. M là số nguyên tố nó dễ. Bây giờ thầy lấy M là số 6 chẳng hạn. À, thì bây giờ trong Z6 em tìm ra những con nào khả nghịch nhỉ? Em trong cho Z6. Lần em cho lần lượt từ 1 cho đến 5 chứ đừng lấy con 0. Tại vì Z6 nó bằng này mà. Về mặt lý thuyết là Z6 sẽ bằng các lớp là gì? 0 1 2 3 4 5 hết, đúng chưa nào? Đấy thì bây giờ trong cái này có những ngày nào khả nghịch nhỉ? Z6. Cái con đầu tiên phải lấy luôn là con gì ạ? Con đầu tiên 1. Đúng rồi, con 1 bao giờ nó khả nghịch, đúng rồi, chính xác. Thầy có đang nghe không ạ? Lúc nào chẳng nghe học trò nói. À, vâng ạ. Ở trong đấy có con M khả nghịch, con con 3 thôi ạ. Em liệt kê cụ thể những con nào khả nghịch chứ phải nói ra. Người ta không hỏi là bao nhiêu mà hỏi là những con nào. Con một con sao lại kém thế nhỉ? Bây giờ phải lấy những số nào nguyên tố cùng nhau, con số 6 á, cho nó chạy từ trái qua phải. Một là được rồi này, hai có được không? Không ạ. Theo cái phương pháp là thử chạy từ trái qua phải. Hai không rồi, vứt. Tiếp. Ba được ạ. Ba được à? 36 là nguyên tố cùng nhau à? À. Hả? Ba mà được à? Ba vứt. Không. Ba không luôn. Bốn được không? Có. Úi giời ơi, giỏi quá. Được, em thử thách. Đang thử thách thầy đấy hả? Thử thách sự kiên nhẫn của thầy đấy à? 46 là nguyên tố cùng nhau à? Chẳng em không tìm được ước à? Ước của bố, ước chung của 4 và 6 không tìm được à? Là hai số chẵn lúc nào nó sẽ chết cho hai chết rồi từ vâng.
Tiếp. 5 và 6 được không? 5 6 có nguyên tố cùng nhau không? 5 6 không ạ. Úi giời ơi. 5 5 và 6 nguyên tố cùng nhau rõ ràng rồi, anh bảo không thì anh chết rồi. Ước tìm ước một thầy. Ờ, ước chung lớn nhất của 5 và 6 thì chả là 1 còn gì nữa. Chết tôi rồi. Rồi xong rồi đấy, những cái anh mà nó khả nghịch trong Z6 là có hai phần tử thôi, đó là 1 ngang và 5 ngang. Kiểm tra bằng cách thử như thế đấy, nếu mà nó bé. Thử thế thôi mà cũng không làm được, chết giờ mà để bạn nữ bạn ấy nhắc hộ, nhắc trộm thì mà cuối cùng vẫn không để ý. Không tìm được cả nguyên tố cùng nhau là như nào, bây giờ cứ đi tìm ước chung lớn nhất của các số với con số 6. Thế là nó ra thôi, ước chung lớn nhất của nó mà bằng 1 thì nó ra. Thì nó chính là phần tử khả nghịch. Rồi bây giờ tiếp tục, điều kiện khả nghịch ở đây chúng ta đã được giải quyết xong. Và thầy giáo đã dạy thêm cả bảng cho biết để chúng ta làm cho nó tốt mà cuối cùng vẫn chưa tác dụng gì cả. Đấy, mình học lý thuyết ở trên lớp là chưa ổn. Thế em hỏi chút ạ. À, hỏi gì? À, là dùng bảng thì dùng bảng cộng hay bảng nhân thì đều tìm được khả nghịch à? Tức là dùng bảng nào cũng được vậy à? Thế theo em thì dùng bảng nhân hay dùng bảng cộng? À, bảng nhân ạ. Ừ, thế tại sao thì em vẫn dạy bảng cộng? À, để biết ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Bởi vì ở sao khả nghịch, nghịch ở đây là nghịch đảo là liên quan đến nhân. Thế còn bao giờ nó là phần tử đối cơ? Thì nó mới dùng phép cộng. Đúng chưa nào? À, dạ vâng em hiểu rồi ạ. Rồi. Cảm ơn. Ừ. Dạy như thế thì học trò mới biết nhiều cách khác nhau để làm bài. Rồi, tiếp tục. Không sao. Ủa cái gì thế này? Học toán với thầy Nhâu Ngọc Tần. Cách tìm nghịch đảo của một lớp thẳng dư. Thứ nhất là nhắc lại câu hỏi là tìm thương và phép dư thì vừa nãy giáo bấm rồi đúng không ạ? 13.765 chia cho 3137 chúng ta vừa mới thầy giáo dạy cách bấm rồi. Thầy giáo đánh máy không kịp. Bây giờ chúng ta tìm nghịch đảo của 7 trong Z9. Xin mời. Tìm nghịch đảo của 7 trong Z9, chúng ta có rất nhiều cách. Cách là thầy giáo ở trên giờ lý thuyết dạy đó là lập chia. Cách thứ nhất là chúng ta dùng thuật toán Euclid mở rộng. Thế thuật toán Euclid mở rộng thì hôm trước chính là thầy đã dạy giờ trong giờ lý thuyết. Chúng ta có nhiều cách viết. À, viết thứ nhất là chúng ta đi tìm xy sao cho, đúng không? 7 nhân x cộng với 9 nhân y, 9, 7, 9 nhân x cộng với 7 nhân y bằng 1. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta thực hiện phép chia liên tiếp. Sau đó truy ngược trở lại. À quên, hai cái cách này thì đều là sử dụng, đều làm thành cái đấy thôi. Thế còn cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng cái lập bảng nhân ý, bảng nhân. Bảng nhân của thầy tuy nó hơi dở một tí nhưng mà có lúc nó lại rất là hay. Bởi khi mà cái m nó bé thì dùng bảng nhân siêu nhanh. Bảng nhân siêu nhanh. Thế thôi, có gì đâu. Thậm chí nếu bạn nào bấm máy tốt thì còn làm nhanh nữa. Thầy chưa thử fx bằng dưới dạng table xong là cho phần dư. Mà không biết nó có được không? Chưa thử. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện cái phép tìm như sau. Cách làm thứ nhất là minh họa thuật toán Euclid bằng bảng. Cái này là bằng buổi trước thầy đã dạy.
x bằng 1, y bằng 0, u bằng 0, v bằng 1. Thực hiện phép chia hôm trước trong giờ lý thuyết thì nó dạy rồi đúng không ạ? Chúng ta truy ra sang cuối cùng. Chúng ta lấy 9 này chia cho 7 này, dư 1 này. Dư 1 này, à quên, được thương là 1 này. Xong dư là 2 viết ở dưới chân này. Rồi sau đó đến dòng thứ 3, dòng thứ 3 lấy bằng cách nào thì lấy dòng 1 trừ đi quy lần dòng 2. Dòng 1 trừ đi quy lần dòng 2 thì chúng ta sẽ ra là 1 trừ đi 1 lần 0. Còn dưới là 0, bên phải bên đây là con trừ 1 này là 0 trừ đi 1 lần 1. Còn đây là 9 trừ đi 1 lần 7 thì kết quả là 2. Đấy. Thế sau đó tiếp tục lấy 7 chia cho 2 thì được thương là 3. Thương là 3. Dư là 1 nằm ở dưới đóng khung đấy. Đấy. Xong lại tiếp tục 2 chia cho 2 thì được thương là 2, dư là 0. Dư là 0 chấm dứt. Rồi như vậy chúng ta sẽ lấy, thực ra cái dòng này không cần, lấy cái dòng trên là như này là 0, dòng trên trừ đi quy lần dòng dưới đúng không, 0 trừ đi 3 lần 1 là âm 3, 1 trừ đi 3 lần âm 1 là dương 4. Như vậy x ở đây là bằng âm 3 và y ở đây là bằng dương 4, với x là gắn với a tức là 9. 9 nhân với trừ 3 cộng với 7 nhân với 4 bằng 1. Đấy, 9 nhân với trừ 3 cộng 7 nhân 4 bằng 1. Sau đó lấy, cái đấy nó gọi là gạch ngang hai phía, tức là lấy cái lớp thẳng dư hai vế thì chúng ta sẽ được như trên. Nhưng mà ở chúng ta đang xét ở trong Z9 thì là 9 ngang thì nó bằng 0, cho nên chỉ còn lại là 4 ngang nhân với 7 ngang thôi. 4 ngang nhân 7 ngang bằng 1 ngang, có nghĩa rằng là cái lớp 7 ngang đấy có nghịch đảo là 4 ngang và bài toán được giải quyết xong. Đấy, đấy là cái cách thứ nhất là chúng ta sử dụng thuật toán Euclid mở rộng minh họa bằng bảng. Còn cái thứ hai là chúng ta thực hiện phép chia. Chia, thực hiện phép chia. 7, 9. Thực hiện phép chia như thế nào? Chia như thế này chúng ta học sẵn đấy. Đây chúng ta là số bị chia. Số bị chia. Thương. Số chia dư. Số bị chia đầu tiên của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? 9 đúng không? 9 chia cho 7 được thương là 1, dư là 2. Như vậy chúng ta sẽ viết thành 9 bằng 1 nhân 7 cộng 2. Được chưa nào? Tiếp tục. Xong lại lấy cái số nhỏ. Bây giờ số chia trở thành số bị chia. 7 dư thì lại thành số chia. Như lấy 7 chia cho 2 thì được thương là 3, dư là 1. Bây giờ mà có chia tiếp thì chẳng tác dụng gì cả. Lấy 2. Ô, bài này bài nào nhỉ? 2 chia cho 1 thì bằng 2. Được hết. Rồi, như vậy thực ra không cần phải dòng dưới đâu nhé. Thực ra không cần phải dòng này. Như vậy chúng ta sẽ rút ra như sau này. Cái dòng gần cuối này, con 1 này này, 1 sẽ bằng 7 trừ đi 3 nhân với 2. Nhìn ngược lên trên, nhìn lên phần dư, 2 thì lại bằng 9 trừ đi 1 nhân với 7. Như vậy chúng ta phá tung nó ra thì nó sẽ thành cái gì? Thành là 4. Đây là 1 lần 7 nhá, trừ đi 3 lần nữa thành cộng như thế. 4 lần 7 cộng với âm 3 nhân với 9, đúng chưa nào? Đấy là tuyệt chiêu làm. Thế từ đây thì chúng ta sẽ lấy mô đun 2 vế. À, lấy cái lớp thẳng dư 2 vế. Chúng ta sẽ suy ra là lấy lớp thẳng dư 2 vế thì 1 ngang sẽ bằng 4 nhân với 7 cộng với 3 trừ 3 nhân với 9 ngang. Nhưng mà ngang của tổng lại bằng tổng các ngang. 4 ngang nhân 7 ngang. Sau lại ngang của tích bằng tích các ngang. Nhân với 9 ngang. 9 ngang là bao nhiêu? 9 ngang là 0. 9 ngang là 0 ngang. Chết rồi. Như vậy cái này chỉ bằng 4 ngang nhân 7 ngang. 4 ngang nhân 7 ngang bằng 1, chứng tỏ thằng này là nghịch đảo của thằng kia và ngược lại. Trời ơi, ngon vậy. Suy ra nghịch đảo của lớp 7 này chính là lớp 4. Và bài toán được giải quyết xong.
Đấy, đấy là sử dụng cái thuật toán Euclid mở rộng trình bày dưới hai kiểu, một là bảng chia, hai là cái bảng người giáo dạy. Cái bảng người giáo dạy thì nó hơi khó một chút, nó hơi khó một chút, nhưng phải làm nhiều thì nó mới quen được. Còn cái cách thứ hai là chúng ta cứ suy ngược, giật giật lùi lên trên. Rồi, đấy là cái hai, chưa hết. Còn cách thứ ba là lập bảng nhân trong Z9. Hay quá, bây giờ lập bảng nhân trong Z9. Nhưng gọi là bảng nhân nhưng chúng ta sẽ không viết hết, mà chúng ta chỉ viết này này. 7. Không, không giả bà thôi. 5, 6, 7, 8. Nhân nhá. Bây giờ xin mời một bạn nhân cho thầy. 40381. Đây cũng là tuyệt chiêu. Đầu tiên là không ngang. À hả? Đầu tiên là không ngang. Rồi. Bảy ngang. Rồi. Đúng rồi. Năm ngang. Đúng, giỏi lắm, tiếp tục. Tiếp theo là ba bảy hai mốt chia cho chín dư ba ba ngang. Đúng rồi, chính xác. Ba ngang. Tiếp theo là một ngang. Bảy bốn hai tám chia cho chín thì dư một, một ngang. Một ngang. Tiếp tục. Tiếp theo là bảy năm ba năm, ba năm chia cho chín tám ngang. Thật à? Tám ngang. Ờ, em bấm em nhầm đấy. Em nhầm. Ôi giỏi quá, đúng rồi, tiếp. 7642 chia 9. 6 ngàn. Thật à? Đúng rồi. Vâng. Tiếp. 9. Ở đây là 4 ngàn. Thật à? Vâng. Ừ. Tiếp theo là 2 từ từ. Ừ. 2 rồi. 9 2 18 27 36 5 45 54 96 54 97 63 9 8 72. Đây là trong một số cái kịch bản mà nó lớn hơn thì ta trừ đi cho nó vừa. Ví dụ như là 3 32 nhân 7 là đi 14, 14 nó trừ đi 9 là bằng 5. Đó là 3 nhân 7 21, 21 trừ đi 18. 3 4 nhân 7 28 trừ đi 27 bằng 1. 7 nhân 8 5 nhân 8 là 5 nhân 7 là 35. 35 này bé hơn cái này. Đúng ra nó bằng âm 1. Như vậy là 35 trừ đi 27 là bằng 8, đúng rồi. À, 6 7 42, 42 trừ đi 36 ra 6. Đấy, lên làm kiểu này cũng được. Tức là ở dưới là tập hợp, chúng ta liệt kê cái bội của nó ra, xong là trừ cái con kia nhân lên, xong trừ cái con gần nhất. Như vậy kết quả là chúng ta nhìn cái bảng đây thì chúng ta thấy là suy ra 7 ngang có nghịch đảo là 4 ngang, chấm hết. Đấy, bảng đấy, lập bảng nhân đấy, siêu tốc. Bảng này áp dụng trong trường hợp là cái M nó nhỏ nhỏ thôi, M to tìm mà chết. Nó mười mấy tìm đã chết rồi, đúng không? Nhưng mà bảng này rất hay chứ. Đúng không? Rồi, đấy là cách thứ ba dạy cho các em tùy trong tình huống mà sở lệ. Ba cách rồi nhá, dạy ba cách rồi nhá. Tất nhiên mũ cao hơn thì dùng kiểu khác. Còn dưới đây là dùng trình bày lại bằng bảng, ví dụ. Quấy, đây là nếu như cái dùng cái chia đây này. Ô, bài này bài nào nhỉ? À, đây là ví dụ khác. Ví dụ này ở đâu nhỉ? Có đánh máy nhầm. Ví dụ này ở đâu nhỉ? 17. À, tức là quay trở lại cái bài toán đang hỏi gì. Đây, tức là 5 trong Z17. 5 trong Z17 mà lập bảng là hơi mệt đấy, tại vì nó rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia như này. Này, lấy 17 chia cho 5. Thì được thương là 3. Viết giống như cái bảng nó viết ở trên này. Quên phải cho dấu bằng ở trên này. Mà 17 nhá, thì bằng 3 nhân với 5 cộng với 2. Thì sau đó lại lấy phần 5 đẩy xuống. Đấy, là 5 bằng 2 nhân 2 cộng với 1. Sau đó dùng phương pháp thay ngược lùi lại.
1 thì bằng 5 trừ đi 2 nhân 2. Một trong hai con 2 này được thay bằng 17 trừ đi 3 nhân 5. Kết quả là bằng như thế này. Sau đó lấy thẳng dư hai vế thì là một ngang sẽ bằng ngang của cả. Sau là ngang của tổng, tổng là ngang của tích, của tích là ngang. Như vậy là chúng ta tính ra thì cái trong Z17, mà trong Z17 thì là 17 ngang là nó bằng 0. Cho nên là cái phần sau này biến mất, chỉ còn 7 ngang nhân 5 ngang là bằng 1. Như vậy là nghịch đảo của 5 trong trong Z17 nhỉ. Thì nghịch đảo của 5 là 7 và nghịch đảo của ngang 7 ngang thì là 5. Hết. Hay không? Lập cái bài hay lắm. Số nó vừa phải thì lập bảng kiểu này. Còn số nó bé thì lập cái bảng kiểu này. Số bé là bảng kiểu này. Số siêu to khổng lồ thì phải dùng mẹo hạ dần. Hạ dần cái kiểu này. Hạ dần nó xuống. Đâu rồi? Siêu to khổng lồ đâu rồi? Đây này, phải hạ nó xuống nữa, hiểu chưa? Ví dụ như mà đây bài bảo số to quá, mình bắn nó xuống. Hạ xuống. Số nó siêu to khổng lồ thì bắn nó xuống, để hạ nó xuống. Để nó to thế là chết. Le. Cái bài Hamerle này mình tạm để lại một chút. Cái đấy chúng ta sẽ để chủ đề cho ngày mai. Bây giờ chúng ta làm bài này chẳng hạn. Cái Hamerle tách riêng là mỗi một hôm học một chủ đề cho nó dễ, theo dõi lại video clip cho nó dễ. Xác định sân giá trị chân lý của các mệnh đề sau, giải thích ngắn gọn. Tất nhiên chúng ta đang xét ở trên tập hợp các số nguyên, đang xét trên tập hợp số nguyên. Sao tự nhiên cái này nó nháy nháy. Nhắn tin à, người yêu cũ đi lấy chồng cho em xin nghỉ. Bây giờ 379 xin mời bạn 40800. Có ạ, Nguyễn Thị Phương Trinh ạ. Tình hôm qua học lý thuyết không? Có ạ. Học lý thuyết em có hiểu không? Bình thường hôm nay thầy dạy lại thì hiểu hơn ạ. Bao giờ dạy lại chả hiểu hơn. Thế cho nên là người giáo viên dạy lại người ta bảo đấy, người ta khoe là người ta dạy giỏi hơn người đi trước. Không phải đâu, học lại bao giờ nó cũng dễ hiểu hơn. Thế cái slide thầy chiếu chưa ạ? Slide gì? Thầy bảo là trả lời một cái mệnh đề gì gì đấy, tại em thấy nó trắng. Mệnh đề nào trắng trắng nhỉ? Em cứ bảo mệnh đề nào đấy, thầy biết làm sao mệnh đề là mệnh đề gì? Mệnh đề à? Thầy vừa bảo là bài tập. Đây, bây giờ đang làm bài 79 đây. Nghĩ em thấy slide thầy chiếu lên nó trắng ạ. Hay lắm. Ý bạn đấy là thầy mở lại bài cho bạn ấy nhìn. Vẫn mở mà. Mất à? Em không nhìn thấy ạ. Slide trắng tinh luôn ạ. À, thế thôi, ngắt đi làm lại vậy. Thế là đường truyền nhà em có vấn đề. Nào, làm lại nào. Không, thầy. Cứ lúc nào không trả lời được bài thì bảo là không thấy nhá. Có không? Em không thấy thật mà. Thầy hỏi các bạn. Em bây giờ thấy chưa? Em cũng không thấy ạ. Thấy chưa? Đen xì. Hay lắm. Nó có một cái khoảng trắng. Nào thì cho khoảng trắng này. Sau đó có mặt này. Thấy chưa nào? Dạ không thấy ạ. Úi giời ơi. Slide của thầy vẫn chưa lên. Cái này mà đi thi mà không nhìn đi slide thì chắc là đứt. Bài thế số 7. Các bạn đi. Bài 79 đi em. Em có đề bài chưa? Bài 79. Hỏi, học đề bài thì hỏi các bạn thấy thầy lấy ví dụ nhé, nói lấy ví dụ thôi nhưng có thể là không thật. Ví dụ như là các bạn nó thích em rồi nhá, thế bây giờ thầy hỏi cái nó cứ bênh, mặc dù nó vẫn nhìn thấy nhưng nó cứ bảo thưa thầy em không nhìn thấy.
Em có thể chia sẻ màn hình cho thầy ạ? À không, thầy không lấy màn hình của em, nhỡ màn hình của em đang có ảnh người yêu cũ của em làm nào. Không. Chia sẻ màn hình rất nguy hiểm. Nào, xem nào. Bài 379 chúng ta có đề rồi. Bài 79 hả? Em chưa có đề 379 ạ, thầy đọc đề cho em ạ. Chừng ơi là trinh cái tập sau bài tập còn được, thầy có đang ra một đống bài tập ấy. Bài tập mà không quá chết tôi rồi, trời ơi. Dạ. Em không mở tab đấy. Phần file của bài tập, có bài tập đây này, ba. Hình như mình cũng đưa rồi đúng không? Hình như thầy cũng đưa rồi đúng không? Thôi rồi, ta đưa lại thêm một cái nữa. Quá, cái này chết rồi. Không có bài tập về nhà làm trước, cái này thì chết. Cứ để thầy tăng 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 tăng, thầy tăng 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 tăng, thầy tần 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 tần, cứ thầy tăng 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 tăng, chết luôn. Nào, vào đẹp nào. Ui, tên nào đang chụp hình đưa cái gì đây? À, hình như bạn nào bạn ấy lại nhá. Cho lại chia sẻ màn hình lại lần nữa nào. Chia sẻ nội dung này. Thỉnh thoảng nó cũng trục trặc thật. Cái này là do đường truyền. Tài liệu lớp học cho tài liệu mới nhất nhá. Tổng mới lại sửa lại vào tháng 9 rồi, quên mà không đưa lại. Không biết nó có thay đổi chữ gì. Bây giờ chúng ta phải xem cái tập mấy tuần trước thì thôi nhé, còn như bây giờ là bắt đầu sẽ xem tuần 9 à chương 9 nhé. Tháng 9 nhé. Tới luôn, lở nó ra mà xem. Trinh học máy tính hay là học điện thoại? Em học máy tính ạ. Ờ đấy, mở ra xem nào, mở ra đi, xem nào. Bài bài số 79 này. Rồi. Còn file nào? À, như thầy, câu A, nếu K nhân A, nếu K nhân A đồng dư. Đáp đồng dư k nhân b mũ m thì a đồng dư b mũ m đúng hay sai là đúng ạ. Đúng đúng không? Bây giờ thầy cho em thử nhá. A xem là cái con đấy đúng hay sai nhá. K nhân với a đồng dư với k nhân với b mũ m thì a nhân b đồng dư với mũ m là đúng hay sai? Bây giờ làm thêm nào mà để cho đồng chí này là sai bét tại nhà nhỉ? A đồng dư mà bây giờ thì xảy ra cái kịch bản là A, B và à, cái con K với con M. Cái con K với con M mà nguyên tố à mà ước chung lớn nhất mà à, tức là K mà là bội của M luôn thì bài này em đứt luôn. Này, thầy sẽ lấy ví dụ cho em thấy em sai bét nhà ngay. Với mọi số nguyên k thì nó đều đúng ạ. Được rồi, thầy về thầy bây giờ thầy lấy k bằng 6 nhé. K bằng 6. Lấy mốt m đây bằng 2 nhá. Thì khi đó chúng ta biết là 6 nhân với a thì lúc nào cũng đồng dư với lại 6 nhân b mốt 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 2 đúng không? Có biết tại sao không? Có biết tại sao mà 6 như 6 a lúc nào cũng đồng dư với 6 b mốt 2 không? Có biết tại sao 6A mà luôn luôn đồng dư với 6B mốt 2 không? À? Trinh! Dạ. Có biết 6A luôn luôn đồng dư với 6B mốt 2 không?
lên em. 6A là như thế nào so với 2? 6. Em thấy thầy là ô 6A nó là bội của 2 thì nó đương nhiên nó phải đồng, nó phải chia cho 2, 6A và 2 6B đều chia cho 2 cả, cho nên là nó đồng dư nhau 1 2. Nhưng bây giờ thầy lấy A lẻ B chẵn thì A nó có đồng dư với B 1 2 không hả? Hả? Có đồng dư B 1 2 không? Như vậy là của em là sai biết nhà chưa? Thấy sai chưa nào? Rõ ràng là 6A đồng dư với 6B 1 2. Đúng chưa nào? Quá chuẩn luôn. Thế nhưng giả nước đi phát là sai. Nếu như chúng ta lấy A chẵn B lẻ thì là A là một con chẵn một con lẻ, làm sao đồng dư 1 2 đấy được? Đúng chưa nào? Như vậy là của em là giải sai rồi. Chết rồi, học bài kiểu này chết rồi, phải xem đi xem lại lý thuyết vào. Mệnh đề thứ nhất là sai. Đúng là đâu mà đúng. Lấy ví dụ như thầy đấy, lấy bài thế cho dễ. Tiếp tục. Thứ hai. Đoàn Tuấn Khang B. Đã em có. Ừ. Câu B là gì đấy? Câu B là gì? Em không thấy đề ở trên slide ạ. Không thấy đề ở trên slide, thế thì mở ra mà xem ở trong cái thư mục đấy, bài 79. Mục 79, câu B là nếu A đồng dư với B 1M thì ước chung lớn nhất của A và M bằng ước chung lớn nhất của B và M. Ừ. Em nghĩ là đúng ạ. Đúng là câu trả lời chính xác. Bởi vì theo định nghĩa đây là A ở trên ấy, vừa thầy giáo nói rồi đấy, tức là cái con A đồng dư với B 1M nó có 3 cách viết, 3 4 cách viết đấy. Thì là nó sẽ tương đương với A bằng B cộng với KM. B cộng KM. Như vậy là cái mà thầy giáo nói này là A đồng dư với B 1M. A đồng dư với B 1M chúng ta sẽ được viết ra thành A đồng dư với B 1M là tương đương với tồn tại số K, tức là A được viết dưới dạng là B bằng KM. Đấy, tất nhiên là K thuộc Z. Thế thì từ khi đó thì ước chung lớn nhất của A và M áp dụng chính là cái thuật toán Euclid này, ước chung lớn nhất của A và M bây giờ sẽ bằng ước chung lớn nhất của B và M, có thế thôi. Bởi vì cho cái KM này thì nó là bội của M rồi mà. Thế thôi, có gì đâu. Xong. Cho nên cái mệnh đề tiếp theo này là đúng. Xin chào. Con này đúng. Con dưới. Con C. Nếu như những câu này mà các em không trả lời được thì đấy là một điều đáng báo động, bởi vì là câu hỏi trắc nghiệm nó sẽ rất nhiều câu kiểu như vậy. Câu tiếp theo. Câu C. Câu C xin mời bạn 40851. Có ạ. C. Em đơn giản là nếu A đồng dư với B 1M1 và B đồng dư A đồng dư với B 1M2 thì A đồng dư với B 1M với M sao cho là bội chung nhỏ nhất của M1 với M2. Ông nhân đề nó đang bảo là cái mốt M1 nhân M2 đúng hay sai? Là sai ạ. Chính xác là sai, và theo cái công thức của chúng ta chỉ là phải là mốt
của cái bội chung nhỏ nhất của M1 và M2 chứ không phải tích M1, M2. Cái này chúng ta sẽ thấy nó sai ngay nếu như ví dụ chúng ta lấy M1 bằng 4 và M2 là bằng 6 chẳng hạn. Nhá, thì là A trừ B đồng dư với 4 và A trừ, à, quên, A bằng A đồng dư với 4. À, A đồng dư B1 4 và A đồng dư B1 6 thì A B đồng dư 1 A đồng dư với B1 12 chứ không phải đồng dư với 1 là M1 nhân 12 là 24. 24 là sai. Tiếp tục. Bốn một không một bảy. Có. Ui, sao tự nhiên lại có đấy? Rồi. À, cô D ạ? Ờ, con D. Mọi phần tử khác. Mọi phần. Không trong lớp thẳng dư. Mọi phần tử không? À, em thấy câu này là sai à? Tại sao sai? Cái câu này nó chỉ đúng trong trường hợp mà là số nguyên tố thôi, còn mà không phải là số nguyên tố nó sai ngay. Ví dụ trong Z6 nhé, trong Z6 thì cái con 4 ngang là nó không khả nghịch. Trong Z6 4 ngang là không khả nghịch đâu. À, tại vì điều kiện cần nó đủ là A với một cái phân tử khác không với M phải là nguyên tố cùng nhau. Đúng rồi, cho nên là cái chỗ này là không đúng. Nhưng mà ở trong Z3 thì lại đúng. Alo. Z3, Z5, Z7. Tức là những cái con số, cái nếu con M là số nguyên tố thì cái câu này mới trở thành đúng. Alo. Ừ. Thầy áo nghe rồi. Nhá, cái con mà thầy áo đang bôi màu vàng đấy, nếu mà nói chung chung ấy thì nó không đúng. Nhưng mà nếu M là số nguyên tố thì đúng. Mọi phần tử khác không. Trong cái lớp thặng dư Z mà đều có nghịch đảo. Thì đây là nếu như mà M là số nguyên tố thì nó đúng, còn M không là số nguyên tố nó sai. Cứ lấy Z6 nó sẽ thấy ngay. Z6 thấy ngay là sai bởi vì 2 này. Rồi 3 này. 3 4 2 3 4 này là nó đều không có nghịch đảo trong Z6, đúng không? Đúng. Đấy. Tiếp tục nhé. Tức là mình phải phân tích từ các kịch bản khác nhau. Nó có nghịch đảo khi nào, nó không có nghịch đảo khi nào thì sau này mình mới nắm được. À, hay là cái câu này chẳng hạn. Cái câu này mà thầy giáo bổ sung điều kiện nó lại trở thành đúng. À, MN nguyên tố cùng nhau thì lại chuẩn luôn. Cái này nó đang sai trở thành đúng. Khi MN nguyên tố cùng nhau thì bộ chung lớn nhất của M và N nó chính là tích của M nhân N. Tất nhiên là đây phải có điều kiện M1 à, với như này thì là M1 M2 là số tự nhiên rồi. Thấy chưa? Cái con C này hiện nay nó đang sai. Đấy, thế nhưng nếu như mình thêm cái điều kiện M1 M2 nguyên tố cùng nhau thì lại trở thành đúng. Thì mới đều. Hay là cái con trên này thế. Cái con trên cùng này hiện nay nó đang sai. Hiện nó đang sai. Nhưng mà bây giờ chỉ cần lấy K và M nguyên tố cùng nhau thì nó lại trở thành đúng. Cái con trên cùng ấy, con A đấy. Đấy. Vâng. M và K nguyên tố cùng nhau thì nó đang sai, nó trở thành đúng. Giả ước luôn. Chúng ta có thể chứng minh được mà. Đấy nhá, thầy nói là K với M nguyên tố cùng nhau, tại sao con đấy lại trở thành đúng? Sao? Ông thầy giáo đang nói cái bài cái câu A, bây giờ thầy giáo bổ sung K và M nguyên tố cùng nhau thì nó lại đúng là sao? Bây giờ K A đồng dư với K B mốt M thì điều này là tương đương với K A trừ K B chia hết cho M, tức là K nhân với A trừ B chia hết cho M. Thầy giáo đang nói là bài đề bài ban đầu là sai nhé, nhưng thầy giáo bổ sung thêm điều kiện K và M nguyên tố cùng nhau. Thì nếu như K và M nguyên tố cùng nhau thì từ cái tích này chia cho M thì nó sẽ suy ra là A nhân A trừ B chia cho M, đúng không? Vâng. Đấy thì cái mệnh đề trên lại trở thành đúng. Em thấy chưa? Cho nên là khi làm bài phần này đừng có học một cách máy móc là ui thầy Tần đúng chức vừa bảo bài này là như câu này là mệnh đề này là sai như. Nhưng mà thực ra lúc đấy là chưa có điều kiện K M nguyên tố cùng nhau. Bây giờ thầy cho K M nguyên tố cùng nhau thì cái mệnh đề đang sai trở thành đúng. Chuẩn chỉ luôn, còn học phải như thế. Ghi thêm những cái chú thích giáo nói vào. Rồi. Vâng. Được rồi, cảm ơn. Tiếp tục. A41044. Đã có. Ừ, tiếp theo. Cô E à? Ừ, đúng rồi, cô E. Thế có này là đúng ạ? Thật đấy. Trong ZM luôn có ít nhất hai lớp thặng dư nghịch đảo của nó là chính nó. Câu này đúng đúng không?
Vâng ạ. Câu này đúng là có nghĩa là sai. Em lấy m bằng 2 đi, lấy đâu ra mấy lớp nghịch đảo? M bằng 2 đi, em sẽ sai bét nhà. M bằng 2 thì nó là chỉ có gồm hai lớp đúng không? Là 0 và 1 đúng không? Vâng. Thế lớp nào, những lớp nào mà có nghịch đảo? Đấy. Khi m bằng 2. 1 ạ. Mỗi lớp 1 đúng không? Thế sao em bảo 2? Đúng chưa? Em sai ạ. Đúng rồi. Thì nếu như bây giờ mình lấy lớn bằng 2, lớn hơn bằng 3 thì câu trả lời nó lại đúng. Cụ thể là lớp nào? Thì ở lớp mà lớp 1 và lớp m trừ 1, tức là còn gọi là trừ 1 đấy. Hai cái lớp này này. Trong trường hợp mà lớn hơn bằng 3 thì cái mệnh đề trên mới trở thành đúng. M lớn bằng 3 thì đúng. Vì sao? Bởi vì cái lớp 1 này, 1 nhân với 1 bằng 1. Và cái lớp thứ hai là m trừ 1. Và m trừ 1. Đố biết tại sao hai thằng này nó là nghịch đảo của nhau. Xin mời. Đây là chúng ta lấy m lớn bằng 3 nhé. Thì nó đúng. Còn m mà bằng 2 thì nó sai. Em lấy hai thằng này nhân thử nhau xem có đúng là lớp này bằng 1 không. Nhân thử thôi, có gì đâu. Nào, lấy m trừ 1 nhân m trừ 1, dùng như hàm đẳng thức đấy. M trừ 1 tất cả bình phương. Bình phương ở trong nhé. Nào, ở trong là gì đây? M bình trừ m bình 2m trừ 2m cộng 1. Rồi, lấy ngang của nó thì bằng mấy nào? Lấy gì ạ? Lấy ngang ấy, cái phần tử ngang ấy. Thì ngang của nó là m ngang bằng mấy ạ? M ngang trong ZM bằng mấy? Ô, lấy m chia cho m thì được thương là mấy, dư là mấy? Là 1 ạ. Úi dồi, dư 1 á, giỏi nhỉ. Thương là 1, dư mấy? Thương là 1, dư 0. À, dư 1, 1 dư 0 có nghĩa là m ngang là bằng mấy ạ? M ngang 0. À, đúng rồi, 0 ngang. 0 ngang cộng với 1 ngang, kết quả bằng 1 ngang. Nhân với bằng 1 ngang chứng tỏ là gì đấy ạ? Chúng là gì của nhau? Nghịch đảo. Nghịch đảo của nhau, thấy chưa? Đấy, như vậy nếu em là lớn bằng 3 thì mệnh đề này mới đúng nhé. Còn n bằng 2 là sai bét nhà. Được chưa? Nhìn thấy rõ chưa? Đấy, tức là trong ZM mà luôn có ít nhất là hai lớp thặng dư mà nghịch đảo của chúng là chính nó thì chỉ đúng khi trong trường hợp m lớn bằng 3 thôi. Còn m bằng 2 là nó sai. Rồi, mấy cái câu còn lại chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Hôm nay mình học một mạch khủng khiếp đến tận 8 giờ 49 phút. Mất tín hiệu khoảng 5 phút. Ô, tôi chết rồi. Còn một đồng chí A41000. Dạ. Em làm nốt câu F mà xem nó đúng hay sai. Câu F này em chưa làm được, nhưng mà em đoán là nó đúng rồi. Lừa trẻ con thế, chết giả. Xem nào có đúng không nào. A nhân B ngang thì A mũ trừ 1 bằng M trừ B. Hình như đúng sao ấy. Trừ của B chính nhất bằng trừ 1. Đúng rồi, như này. Nhưng mà mình biết tại sao nó đúng. Để bài bảo là A nhân B ngang bằng trừ 1. A nhân B ngang bằng trừ 1. Như này nhé. Chúng ta dùng thủ thuật này, các em để ý này. A ngang nhân B ngang bằng trừ 1. Thế thì chúng ta sẽ suy ra điều gì? A nhân với trừ B ngang sẽ bằng dương 1. Tức là chúng ta sẽ nhân hai với trừ 1 đấy nhau. Được chưa nào? Phải hiểu chỗ này một chút nữa thì chốc nó mới ra được. Thế có lớp trừ b ngang thì nó chính là bằng lớp m trừ b ngang đấy em. Trừ b ngang là bằng lớp m trừ b ngang. Bởi vì sao? Bởi vì theo công thức là ngang của một tổng bằng tổng các ngang, ngang của hiệu bằng một hiệu các ngang. Nhìn thấy chưa?
Bây giờ thì hiểu chưa? Đấy, đấy là một trong những tuyệt kỹ để giải cái bài này. À, như vậy là câu trả lời là đúng. Trừ ngang, trừ b ngang chính là nghịch đảo của a ngang, nhưng mà trừ b ngang thì chính là m trừ b. Xong. Như vậy cái câu tiếp theo của nó rất là chuẩn. Không biết thầy cô kiếm được nhiều bài tập hay thế. Rồi, cái phần đằng sau này nó liên quan một chút đến phần hàm Euler. Đó là câu g, còn mấy câu còn lại chúng ta xem. Trong buổi sau chúng ta sẽ giải quyết tiếp. Thưa thầy. Ừ, cái gì đấy? Ờ, hôm nọ kiểm tra có một bài nó hơi lỏng hoàng, thầy có thể chữa giùm bọn em một chút được không? Bài lỏng hoàng là thế nào? Bài 2 mũ 2029 để em xem màn hình như thầy nhá. Ô, em chụp, em chụp lại đẻ. Không, bây giờ xem lại được mà thầy. Bây giờ xem review làm xong xem lại được mà. Ô, hay thế à? Thầy chứ bài đi à? Thế thì lộ hết cả đẻ. À, toàn. Em thầy, hả? Để cho em điểm danh ạ. Lúc đầu em làm muộn. Chả liên quan gì thầy cả. Cứ điểm danh xong là xong. Gì đâu rồi, màn hình đâu rồi. Em vào lúc 7 giờ 10 là lúc thầy gọi qua em rồi. Thế à? Thế bây giờ em biết bây giờ là bao nhiêu không? Đâu rồi, cái hình đâu rồi? Đây rồi. Câu 8 ạ. À, để thầy xem lại nhá, thầy chưa trả lời được ngay đâu, để thầy xem lại. Hay nhỉ, cho bài kiểm tra mà lại để làm được hình như này. Đây á. Cái này á? Có câu 8 này thầy. À, đây không phải, đây là cái gì? Dạ. Đây câu 8 đấy ạ. Có nhìn đi đề đâu mà. Ơ không nhìn thấy ạ. Thầy đang nhìn thấy cái gì? Thầy nhìn đi màn hình của thầy. Ơ chưa xác. Em xem màn hình của mình nhỉ? Nhìn các bạn nhìn thấy màn hình của mình chưa nhỉ? Có nhìn đi chưa màn hình của bạn ơi. Có nhìn thấy màn hình của thầy nhìn một lần đi. Xem content rồi không mà nhỉ? Được chưa? Chờ tí, chưa thấy đang đen xì, chưa thấy gì. Đấy, chụp gửi đi, để xem thế nào nhé. Cứ chụp gửi cho thầy đi. Vâng. Gửi đi. Thế nhá, buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Hôm nay chúng ta hiểu bài chứ hả? Có thấy thầy điểm danh em đấy hả? Ô, đã bảo rồi, điểm danh xong là xong mà. Thầy gọi qua em rồi. À, đúng, thế nó mới là xác suất rồi. Dạ, chết giả. Tại em ở đầu nên là em vào muộn 5 phút là gọi môn ngoại ngữ nha, người ta bắt đầu vào học một phát người ta điểm danh luôn. Thì hôm nay em ngủ quên thầy lỡ, em lỡ rồi thầy điểm danh cho em kìa. Bây giờ em mới đi vào mà. À đâu, em vào từ 7 giờ 10 mà thầy. Ai làm chứng cho em bây giờ mới vào? Thế rồi. Thì thầy xem lại lịch sử. Lịch sử em đăng nhập xong em mới đi, em ngủ mà gái làm nào? Ôi, em nghe từ đầu mà thầy. Lấy gì làm bằng chứng nào, ghi được chép là những gì chụp gửi cho thầy thế nào? À, ghi chép là những gì chụp lại gửi từ đâu thế nào? Em gửi rồi thầy. Ừ, được rồi. Mã sinh viên là gì để thầy kiểm tra lại sau. Với nhóm. À, A33134 ạ. 33134. Úi giời, nghỉ thêm một buổi nữa cho nó nghỉ học luôn thì học làm gì? Giời, vất vả. Rồi nhá, buổi học hôm nay là kết thúc nhá. Thầy áo chào các em nhá. Em chào thầy ạ. Ừ, xin chào. Chịu khóa là bài vào. Tuần sau kiểm tra à? Ủa, tuần sau có khi kiểm tra hai bài.